Để thử trước đã. Các bạn biết tại sao người ta uống martini không? Tại vì nó rất là bougie. 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 Nếu như các bạn uống với một cái vỏ twist của cái vỏ chanh này á, thì nó sẽ cho các bạn cái mùi vị của trái chanh và rất là nồng vị rượu, tại vì chỉ toàn là rượu thôi. Còn nếu như các bạn uống martini dirty thì nó mặn. Hello everyone, welcome back to Mix It Up. Thì như là đã hứa thì những cái order của Liquor Hào mà đã order đang trên đường tới. Nên là hôm nay Hào sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn một cái tập mà nếu như bạn là bartender thì bạn phải biết, bởi vì đây là kỹ năng cơ bản. Mà nếu như bạn không phải là bartender thì bạn sẽ xem hết cái tập này, bạn sẽ biết cách order martini mà cái kiểu original classic nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào martini cùng Mix It Up. Khi mà nói đến martini thì chúng ta có thể nghĩ đến đó là một trong những classic cocktail mà rất là đơn giản và rất là basic. Nhưng mà nếu mà để nói về cái thời gian mà martini được rất là phổ biến, thì nếu như mà bạn xem cái TV shows của Netflix gọi là Hollywood á, thì vào những năm 1950 và 1960 thì martini hình như là một cái cocktail mà để khai vị. Nếu như mà quý ông quý bà nào mà đi vào những cái nhà hàng sang trọng, quán bar, thì họ sẽ thường uống martini là cái thứ uống đầu tiên trước khi mà họ sẽ đi vào như là rượu và những cái món ăn tiếp theo. Và ngay cả một cái minh chứng là khi mà họ làm nhà hàng thì có những cái người mà độ tuổi khoảng lớn hơn ba mẹ của họ, thì họ rất là thích bắt đầu cái buổi của họ bằng một ly martini. Khi mà nói đến martini thì chúng ta sẽ sử dụng hai loại rượu để có thể làm martini, tùy vào bạn chọn vodka hay là gin. Nếu mà trở lại về cái thời xa xưa thì khi mà nhắc đến martini thì chỉ là gin martini và dry vermouth. Sau này thì có nhiều người không thích gin nên người ta sẽ chọn vodka. Với classic martini thì chúng ta sẽ cần gin, dry vermouth và chúng ta sẽ stir trong cái mixing glass này nha. Để có được một ly martini ngon thì các bạn nên nhớ là chúng ta phải làm nó thật là lạnh. Và để cộng hưởng thêm cái sự lạnh đó thì chúng ta sẽ cần một cái ly martini mà để ở trong cái tủ ngăn mát hoặc là cái tủ lạnh, thì nó sẽ làm cho cái martini sẽ lạnh. Sau đó chúng ta sẽ garnish với một miếng chanh. Ở cái phần này á, phần garnish thì sẽ tùy nhá. Có sẽ người sẽ order martini thì khi mà họ order họ sẽ nói với các bạn là họ muốn twist hay là olive. Hoặc là các bạn phải hỏi, khi mà người ta order thì các bạn sẽ hỏi là bạn muốn vodka martini, gin martini, bạn muốn dirty thì nó sẽ đi với olive. Và bạn muốn không dirty thì bạn phải hỏi là người ta cần olive hay là twist. Chúng ta có một ly classic martini. Đối với dirty martini thì các bạn phải shaken, tại vì khi mà bạn bỏ olive juice vào á, người mà order dirty martini sẽ muốn thấy được cái lớp màng mà trong cái ly martini nó sẽ đục. Thì đó là cái lý do mà tại sao sẽ shake, mà khi mà bạn stir nó sẽ không ra được cái hiệu ứng đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Kissing you with my eyes open, but you said keep them closed and be in the moment. So I did my best to make you feel wanted, but what about what I want? What about what I want? And what I wanted was to crash with my dumb friends on the weekend instead of watching a movie. But you wanted me to be what you need instead of being. Vậy là họ đã có một ly dirty martini. Khi mà bạn làm dirty martini thì bạn nên nhớ là gia giảm cái lượng vermouth lại. Bởi vì khi mình bỏ cái olive juice này vào á, thì nó sẽ tăng lên cái phần, cái độ mặn ở trong cái dirty.
đây là những cái tips mà họ sẽ chia sẻ với các bạn cách mà để có thể giao tiếp với khách của mình khi mà họ order một martini, hoặc là cái liều lượng nó sẽ như thế nào thì là đúng. Ở trong một ly cocktail thì cơ bản cái dung tích của nó hay cái volume của nó thì sẽ là 3 ounce, sẽ là một cái cocktail perfect. Nếu như mà các bạn có create cocktail đó thì các bạn nên nhớ là liquor thì lúc này có là 1.5 ounce, thì những cái thành phần còn lại các bạn có thêm vào thì 3 ounce sẽ là perfect, hoặc là các bạn có thể làm thêm 3.25 ounce hoặc là 3.5 ounce. Thì ở trong một cái martini đó thì 3 ounce là một cái ly martini chuẩn. Bởi vậy khi mà mỗi một lần mà bạn làm martini thì bạn nhớ cho Hào một cái ratio, đó chính là 2 ounce và nửa ounce. 2 ounce đây là gì? 2 ounce đây là liquor thì có thể là gin hoặc vodka. Nửa ounce ở đây sẽ là dry vermouth. Nhưng mà đối với lại vodka martini đó thì ngày nay người ta sẽ không bỏ dry vermouth vào nữa. Lý do vì sao lại là như vậy? Bởi vì ngày xưa khi mà vodka và gin, nếu như các bạn có tìm hiểu những cái lịch sử về liquor đó, thì những cái loại này là thuốc chứ không phải là thức uống như bây giờ. Nhưng mà vì nó có cái nồng độ cồn và nó làm cho người ta cảm thấy sảng khoái và yêu thích, nên người ta bỏ thêm những cái loại vermouth vào. Và vermouth ở đây đó chính là rượu, có thể gọi hiểu đơn giản là rượu cô đặc, được chưng cất với tất cả các loại thảo mộc xuất phát từ nước Ý. Nên đó, cái ratio ngày xưa sẽ là 1-1, có nghĩa là 1 vodka và 1 vermouth, hoặc là 1 gin và 1 vermouth. Nhưng mà bây giờ đó, khi thời đại tân tiến, chúng ta làm nên được những cái loại vodka và gin rất là ngon, nên là những cái người mà uống vodka martini thì họ sẽ không có thích bỏ vermouth vào. Bởi vì khi mà bỏ vermouth vào vodka, là các bạn cứ nhớ một điều, những cái tập trước Hào nói đó, vodka là một cái loại rượu mà nó có thể uống như là nước lã mà có cồn ở trong đó, nên nó sẽ rất là clean, là rất là sạch. Nên khi mà bỏ vermouth vào thì sẽ làm cái vị của martini nó khác đi. Nhưng mà gin thì khác. Lý do người ta vẫn thích bỏ vermouth vào trong gin martini là tại vì gin là cái loại rượu được chưng cất với tất cả các loại thảo mộc. Nên khi mà bỏ vermouth vào thì nó sẽ làm một cái perfect combination, là một cái tổng thể rất là ngon và hòa quyện. Vì thế là các bạn nhớ, đây là cái tip mà khi mà bạn làm vodka martini thì đừng để vermouth. Có nhiều bartender thì họ sẽ để một chút vermouth vào trong cái ly, rồi họ sẽ chạo cho cái vermouth nó chạy vòng vòng cái ly rồi đổ ra. Nhưng mà Hào với cái kinh nghiệm mình đi làm bartender mấy năm trời nay đó thì sẽ không có bỏ vermouth vào vodka martini. Một cái tip thứ hai đó là khi mà bạn làm dirty martini with gin á, thì bạn nên gia giảm cái lượng vermouth lại để cho phù hợp. Và cái cuối cùng đó chính là perfect martini, thì Hào sẽ chạy chữa dưới này cho các bạn xem về cái ratio của perfect martini. Thì perfect martini sẽ được chọn dĩ nhiên là gin hoặc là vodka, và các bạn sẽ làm half sweet vermouth và half dry vermouth. Thì cái này các bạn chỉ cần stir thôi, không cần phải shake, và sẽ garnish tùy vào người khách mà họ muốn olive hay là twist. Ngoài ra thì còn có nhiều người thích cái martini của họ rất là nhiều vermouth, thì họ sẽ gọi là wet martini. Hoặc là người ta không thích vermouth thì người ta sẽ gọi là dry martini. Dry martini có nghĩa là ít vermouth. Nhưng mà cái người nào mà gọi là extra dry martini, có người sẽ nói là no vermouth, thì có nghĩa là không vermouth hoặc sẽ không để vermouth vào các bạn nhé. Còn nếu người ta nói là extra dirty thì có nghĩa là extra olive juice, có nghĩa là cái này nè. Còn nếu như mà người ta nói là extra dirty thì có nghĩa là thêm thật là nhiều cái này và giảm lượng cái lượng vermouth nữa. Bởi vì khi mà bạn để thật là nhiều cái olive juice nào á, thì cái này nó chỉ có cái vị mặn và cái vị rượu thôi. Cái vị của dry vermouth thì nó đã bị mất đi rồi trong cái olive juice và cái rượu, nên là mình sẽ không cần phải để thật là nhiều cái dry vermouth nếu như mà người ta order extra dirty. Một cái loại martini mà thường như là ít ai order nhưng mà họ cũng sẽ giới thiệu với các bạn, đó chính là Gibson. Gibson có nghĩa là martini với lại cái củ hành nhỏ màu trắng mà ngâm chua thì gọi là Gibson. Thì khi mà người ta order Gibson có nghĩa là martini với lại củ hành garnish, không phải là twist hoặc là cũng không phải là olive. Và có một điều nữa là khi mà bạn order martini sẽ nằm mắc hơn những cái loại như mà bạn chỉ uống on the rocks, là tại vì martini sẽ có, hồi nãy Hào nói là 2 ounce đúng không, thì thêm rượu là sẽ thêm tiền. Và đó là tất cả những gì cho ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên là những comment cho Hào các bạn nghĩ gì về martini, các bạn đã thử bao giờ chưa? Nhưng mà nếu mà nhớ là rất là khó uống nếu mà bạn nào mà không quen nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hà và Mix It Up.